Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này mình sẽ giải đáp cho mọi người một cái thắc mắc mà mọi người hay gặp phải khi sử dụng một cái bộ dàn karaoke có sử dụng một bộ micro không dây. Thì mọi người hay gặp tình trạng đó là sóng bị chập chờn, lúc có lúc không, và lâu lâu nó có thể tạo nên những tiếng ồn như là rọt rẹt. Thì lý do của những tình trạng này là gì và cách để khắc phục nó là như thế nào, mình sẽ chia sẻ cái đó cho mọi người nha. Bắt đầu thôi. Trong một cái bộ micro không dây ấy, thì như mọi người đã biết rồi á, nó sẽ có một cục này, nó gọi là cục nhận, và những cái tay này sẽ gọi là tay phát. Thì tay phát này nó sẽ bao gồm đầu mic và một cái bộ phận phát trong này. Khi mà mình tháo ra mọi người sẽ thấy nó sẽ có một mạch phát trong này. Khi mình hát karaoke vào đây thì nó sẽ qua cái mạch phát này, nó sẽ truyền dẫn tín hiệu từ đây là cái đuôi anten, nó sẽ truyền dẫn vào đây để nó chuyển qua cái bộ dàn karaoke nhà mình đó, để nó nhận tiếng. Vậy thì cái tần số từ cái này, bởi vì nó là bộ không dây nên nó sẽ phát theo tần số đó. Nó sẽ phát từ con này qua con này, qua một cái tần số, và cái tần số này sẽ được nhà nước quy định. Tần số này sẽ được nhà nước quy định, và đương nhiên với những bộ micro mình đang có ở đây, như những dòng micro, con này là con VM200, VM300, những cái bộ như này nó chắc chắn là sẽ được hợp quy và có giấy tờ chứng nhận đầy đủ, thì họ sẽ làm theo tiêu chuẩn của nhà nước đó. Đây nếu mà mọi người nhìn kỹ, mọi người sau đít này mọi người sẽ thấy này, nó sẽ là tần số nó sẽ từ 640 MHz đến 690 MHz. Đây là cái dải tần số mà nhà nước mình cho phép cho các micro không dây sử dụng nha. Mọi người nhớ dùm mình. Trong cái này tất cả những cái mic nào mà có hợp quy, có chính hãng, mà nó có gọi là chuẩn, hàng chuẩn thì nó phải theo cái tần số này. Nếu mọi người muốn đọc thêm thì nhà nước cấm hết toàn bộ những các loại micro mà có tần số trên số này. Đó. Tuy nhiên với những dòng mic như thế này á, thì vấn đề mình sẽ gọi là gì? Bởi vì là nhà nước chỉ cho một cái dải tần số khoảng 50 MHz này thôi. Một cái dải tần số như thế này, thì nếu mà trong khu vực của mọi người có quá nhiều người sử dụng cái dải tần số này, nó sẽ dẫn đến tình trạng bị đá sóng nhau. Chắc chắn rồi, và nó sẽ là hên xui. Không phải chắc chắn, tùy khu vực nha. Đó là lý do tại sao khi mình bán những bộ micro này mình luôn chia sẻ với khách là khu vực bên em nó sẽ khác và khu vực bên nhà khách anh chị nó sẽ khác. Bởi vì tùy khu vực của mỗi người nó sẽ có số lượng hàng xóm, rồi số lượng các khu vực xung quanh người ta có sử dụng những bộ micro không dây này không, giống y chang như thế này không. Nếu họ cũng sử dụng y chang thế này, chắc chắn nó sẽ gặp nhiễu. Đương nhiên nó sẽ có mã hóa khác nhau, tất cả những cái này nó đều được mã hóa khác nhau, khi truyền tín hiệu sẽ được mã hóa hết. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ bị nhiễu và nó sẽ tạo nên cái âm thanh rọt rẹt. Và cái loại nhiễu này nó sẽ có bị chia ra làm hai loại luôn để cho mọi người dễ hiểu. Khi có cái tiếng rọt rẹt xảy ra, nhiễu thứ nhất là như mình đã nói như rồi, đó là do trùng tần số, cứ xài từ 640 đến 690, mic nào cũng như mic nào, kể cả những loa kẹo kéo, những cái mic mà micro cài áo dành cho cô giáo dạy học, rồi những cái micro di động này kia đều sử dụng tần số này, thì dẫn đến là nếu khu vực đó xài quá đông nó sẽ bị nhiễu. Cách khắc phục là gì? Mọi người đổi tần số ác của mình. Chẳng hạn như khu vực của mọi người xài 640 nhiều quá, mọi người có thể đẩy lên 650, 660, 670 gì đó. Đó thì mọi người tùy theo cái khu vực của mọi người điều chỉnh lại. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó là có thể là do công suất phát của cái bộ này. Công suất phát tức là sao? Tức là khi công suất của cái con này nó phát tới con này quá yếu, tức là do cái ông này phát ra con này quá yếu, không nhận được. Tức là cái này phát tới con này, công suất phát của nó quá yếu, gọi là đỡ tốn pin đó mọi người. Mọi người hiểu, nó đỡ tốn pin, những cái micro nó đỡ tốn pin. Tức là sao? Là công suất phát nó yếu, mà công suất phát nó yếu thì tức là nó không chèn được với người ta. Y như mọi người cứ tưởng tượng cho mình dễ hiểu, như có nghĩa là mình có một cái lực ra như này, sóng mình đi ra từ con này ra đi thế này. Nếu mà mình đủ khỏe thì mình chèn được cái dải tần số đó, mình chạy vô. Nhưng mà mình không đủ khỏe, con này không đủ khỏe, không đủ cái lực, không đủ cái lực mà phát ra thì sẽ bị một cái micro khác chèn vô, chèn ngang, lấn đường, gọi là bị lấn đường, kiểu xe container nó lấn đường xe máy á, chẳng hạn như vậy. Như con này công suất phát nhỏ quá thì nó sẽ bị lấn đường, thế thôi. Mọi người cứ tưởng tượng là tần số nó là len đường, còn mấy ông này là gọi là các phương tiện đi trên đường này. Nếu mà mình công suất đủ mạnh, mình là xe lớn thì mình lấn được đường, còn mình xe mình nhỏ quá mình sẽ không lấn được đường. Và cái lỗi mà dạng mà công suất, do công suất phát nhỏ này thì nó liên quan đến thiết bị rồi, thì mọi người chỉ có cách duy nhất là mọi người thay pin của mình. Mọi người cố gắng xài một cục pin nó khỏe hơn một chút xíu, dung lượng nó nhiều hơn chút xíu Thứ hai nữa là nếu mà trong tay micro nó có cái phần mà gạt hai lâu á, mọi người gạt qua cái phần hai, tức là phát công suất mạnh ra một tí, đương nhiên nó sẽ tốn pin nha. Tuy nhiên nhà khu vực mọi người mà không gạt qua hai thì nó không dành được cái đường á, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng rọt rẹt khá là nhiều. Đó. Với những cái bộ mic mà chuẩn như JBL như này, hoặc là những bên như Paramax họ làm đi, cũng là hợp quy hết này kia, là theo cái dạng tần số, hoặc Shure Sennheiser vậy thôi, vẫn dính này đâu thôi, nên là vẫn bị rọt rẹt hết. Tuy nhiên thì Shure Sennheiser thì họ đỡ hơn, thì đương nhiên họ là hãng lớn, họ sẽ có cách mã hóa riêng và cái công suất phát của họ cũng khá là khỏe, nên hầu hết là bên Shure Sennheiser nó sẽ không bị nhiễu nhiều. Đương nhiên cái đó nó liên quan đến giá thành sản phẩm nữa mọi người. Một cái tay mic của Sennheiser với Shure mới nếu mà từ hóa dây sang không dây nó chênh lệch nhau rất là lớn. Vừa rồi thì mình mới chia sẻ cho mọi người sơ qua về một số nguyên nhân mà dẫn đến cái việc là mọi người xài những cái bộ micro như thế này mà nó bị tình trạng xò xẹt ha. Mình sẽ đúc rút lại có hai nguyên nhân thôi. Một, đụng tần số, mọi người dò tần số khác. Thứ hai, công suất phát yếu quá thì mọi người thay pin được mình, hoặc là mọi người gạt qua phần công suất nó phát nó khỏe hơn chút xíu, còn vẫn không được nữa, bó tay. Cái phần công suất phát là bó tay nha, thay pin vô máy nó vẫn được bó tay, cái đó là do sản phẩm. Rồi cái này nếu mà đụng tần số nhiều quá mà đổi quá trời, đổi tới đổi lui mà vẫn bị, tức là do khu vực của mọi người quá nhiều người sử dụng cái tần số này, mình phải đổi một bộ micro khác, sử dụng những cái loại tần số khác, thế thôi. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người hai cái cách mà mọi người có thể chống cái việc mà nhiễu micro khi sử dụng dàn Shure tại nhà. Thì nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip tiếp theo. Còn nếu mọi người có thắc mắc gì thêm thì mọi người có thể comment phía dưới cho mình biết để mình có thể trả lời mọi người. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người. Bye bye.